Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Cuộc đời binh nhì Lê Khả Phiêu cùng Hậu trường Bộ Chính trị. Thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho hay ông Lê Khả Phiêu, cựu Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đời vào hồi 2 giờ 52 phút sáng ngày 7 tháng 8 năm 2020 ở tuổi 89 tại Hà Nội sau một thời gian lâm bệnh. Ông Lê Khả Phiêu sinh ngày 27 tháng 12 năm 1931 tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là hình ảnh ông Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1997 cho đến năm 2001. Bắt đầu từ vị trí một binh nhì trong tổ chức Việt Minh vào năm 1950, binh nghiệp của ông Lê Khả Phiêu được đánh giá là thăng tiến nhanh, lên đến các vị trí cao nhất trong quân đội Việt Nam những năm sau đó. Từ quân hàm thiếu tướng vào năm 1984, ông được thăng hàm trung tướng năm 1988 và trở thành thượng tướng năm 1992, làm đại biểu Quốc hội khóa 9-10. Chức vụ cao nhất trong quân đội của ông là chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vào năm 1991. Sau khi trở về từ Campuchia với vai trò chủ nhiệm chính trị, phó tư lệnh về chính trị kiêm chủ nhiệm chính trị quân tình nguyện Việt Nam. Vào tháng 6 năm 1991, ông được bầu vào Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Một năm sau, ông là Bí thư Trung ương Đảng, sau đó trở thành Ủy viên Bộ Chính trị vào năm 1994. Đến tháng 12 năm 1997, ông được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ yếu nhờ sự bảo trợ của ông Lê Đức Anh và giữ nhiệm vụ này trong vòng 4 năm cho đến tháng 4 năm 2001. Ông Phiêu là người giữ chức vụ này ngắn nhất trong số các đời Tổng Bí thư giai đoạn sau năm 1975. Không tính đến ông Trường Chinh giữ chức vụ chỉ trong vòng 5 tháng, từ tháng 7 năm 1986 cho đến tháng 12 năm 1986. Ông cũng là lãnh đạo cao cấp nhất qua đời ngay trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành tại Việt Nam, nhất là đúng vào thời điểm Việt Nam đang chao đảo với làn sóng bùng phát dịch thứ hai, với những người đầu tiên đã tử vong và hàng trăm ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cộng đồng mạng đã đặt câu hỏi quốc tang của ông sẽ được tổ chức ra sao trong cơn đại dịch này. Facebook Sơn Vũ còn viết rằng, chả nhẽ lại quằn nhà đợi khi nào hết dịch qua. Chợt nghĩ ông ra đi trong dịp này đã có lý, bớt ồn ào, bớt những lời ai điếu này kia. Trong họa có phúc là vậy, kính ông Phiêu diêu thiên miền cực lạc. Bên cạnh đó, truyền thông trong nước cũng ca ngợi trên cương vị là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001. Ông đã cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là truyền thông trong nước đã đăng tải như vậy. Đây là hình ảnh ông Lê Khả Phiêu và nhà sáng lập FPT Đỗ Cao Bảo, ảnh được ông Bảo chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. Nhà báo Hoàng Hải Vân cho biết ông Lê Khả Phiêu từng phát biểu rằng bộ trưởng không nhất thiết phải là đảng viên. Lời này đã được báo Thanh Niên lấy lập tít một bài báo lớn. Ông còn nói, phó thủ tướng cũng không nhất thiết phải là đảng viên. Nhà báo Hoàng Hải Vân nhận định, mặc dù dư luận hiện nay cũng như các nhà viết sử sau này có thể có những đánh giá khác nhau về vị tổng bí thư này, nhưng tôi tin rằng nếu như ông còn làm thêm một nhiệm kỳ nữa, thì Đảng Cộng sản Việt Nam không đến nỗi tiếp tục đóng cửa đối với các nhân tài ngoài đảng. Còn ông Đỗ Cao Bảo, một trong những nhà sáng lập của FPT, thì gọi ông Phiêu là người đã tiếp sức truyền lửa cho công cuộc xuất khẩu phần mềm toàn cầu hóa, mang trí tuệ Việt Nam đi chinh phục thế giới của FPT. Báo Tuổi Trẻ thì có bài viết ca ngợi ông là một người đặt nền móng để khởi động lại các việc chỉnh đốn đảng trong thời kỳ mới. Vào năm 2005, trong bài phỏng vấn của báo Tiền Phong, ông Lê Khả Phiêu hàm ý rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị mất niềm tin của nhân dân. Ông Phiêu đưa ra giải pháp 3 điểm để lấy lại lòng tin của người dân. Thứ nhất là cần thống nhất lại về quan điểm chính trị và tư tưởng vì đảng đang chia rẽ trầm trọng. Thứ hai là cán bộ đảng viên nay bị tha hóa, không còn phẩm chất đạo đức, đảng cần chỉnh đốn. Và thứ ba là đảng cần phải tập trung chỉ đạo chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tuy nhiên, sự nghiệp chính trị của ông Lê Khả Phiêu cũng đã trải qua sóng gió, gây ra rất nhiều tranh cãi. Đây là hình ảnh Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam Trung Quốc, Phó Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào khi đó tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, lúc đó là ông Lê Khả Phiêu, vào ngày 26 tháng 2 năm 1999 tại nhà khách Chính phủ Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh. Trong nhiệm kỳ của ông Lê Khả Phiêu, có hai sự kiện quan trọng đã diễn ra và liên quan đến mối quan hệ của Việt Nam với hai cường quốc hàng đầu thế giới. Đó là quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc và quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Sự kiện thứ nhất là Hiệp định Biên giới vào năm 1909 giữa Việt Nam và Trung Quốc được ký kết, trong đó có quy định phân chia thác Bản Dốc, bãi Tục Lãm, bãi Dậu Gót. Nhiều ý kiến cho rằng lãnh đạo Việt Nam đã đánh mất một phần lãnh thổ cho Trung Quốc qua hiệp định này. Trong bài viết Lê Khả Phiêu và con đường trở thành tội đồ trên trang Facebook cá nhân, nhà quan sát Đỗ Ngà cho rằng Việt Nam đã mất 13.989 km2 lãnh thổ về tay Trung Quốc căn cứ trên số liệu từ Ngân hàng Thế giới Quốc bằng. Theo đó, từ năm 1999 trở về trước, tức là trước Hiệp định Hoạch định Biên giới Đất liền, thì diện tích lãnh thổ của Việt Nam là 325.049 km2, nhưng đến năm 2000, tức là sau Hiệp ước Hoạch định Biên giới Đất liền, thì diện tích đất liền của Việt Nam chỉ còn 311.060 km2. Ông khẳng định, Hiệp ước Hoạch định Biên giới Đất liền chính là một bản hợp đồng bán nước có tác dụng là mua lấy tình hữu nghị giữa hai đảng. Và phần đất bị mất này, người chịu trách nhiệm lớn nhất đó chính là Lê Khả Phiêu chứ không ai khác. Ông Lê Khả Phiêu cũng là người mang 16 chữ vàng từ Trung Quốc về để chùm lên quan hệ giữa Việt Nam và nước láng giềng cùng ý thức hệ. Vào ngày 25 tháng 2 năm 1999, Lê Khả Phiêu lên đường sang Bắc Kinh gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân 6 ngày để nhận 16 chữ vàng bao gồm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, ràng buộc quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc thông qua điều này. Trong một sự kiện khác, tại hội nghị Bắc Kinh, ông Phiêu đã nhượng bộ trước sức ép của Trung Quốc về việc phân định vịnh Bắc Bộ. Theo giới thạo tin, ông làm điều này mà không có sự chấp thuận trước đó của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và cả Bộ Ngoại giao. Từ những vụ việc trên, vị Tổng Bí thư này đã bị phê phán là quá ngả về phía Trung Quốc. Dấu mốc thứ hai trong nhiệm kỳ của ông Phiêu đó là việc ký kết Hiệp định Thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vào năm 2000 và đón tiếp Tổng thống Bill Clinton tới Việt Nam vào tháng 11 năm 2000. Đây là hình ảnh Tổng thống Bill Clinton của Mỹ hội kiến Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại trụ sở Trung ương Đảng trong chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam vào năm 2000. Là một lãnh đạo có tiếng bảo thủ, một số ý kiến cho rằng việc ông Lê Khả Phiêu lùi bước để đi đến quyết định ký kết Hiệp định với Mỹ là một nỗ lực nhằm cứu vãn nền kinh tế của Việt Nam đang ngày càng kiệt quệ vào thời điểm khi đó. Và sự nhượng bộ miễn cưỡng đã được thể hiện khá rõ ràng qua bài phát biểu từ ông Phiêu sau phần phát biểu của Tổng thống Clinton. Facebook Trần Thanh Cảnh đã nhận định như sau: bài ông Phiêu như một bản án lên án đế quốc Mỹ xâm lược, thậm chí là xỉ vả, sặc mùi tuyên giáo. Còn bài của Bill Clinton như thường lệ, cực sắc sảo, nhân văn và đầy thiện chí. Ông Lê Khả Phiêu đã không đủ mẫn cảm để đón nhận cái thiện chí của Bill, của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam khi ấy để canh tân đất nước, và thời cơ đã qua đi, nước ta lại vật lộn tròng trành suốt 20 năm nay. Ông Cảnh cũng khẳng định ông Lê Khả Phiêu đã bỏ qua thời cơ hợp tác với Hoa Kỳ để xây dựng một đất nước bằng bài nói như đổ nước xà phòng vào mũi Tổng thống Bill Clinton. Có thể là do mẫn cảm chính trị kém, có thể do nhận thức, có thể là do sức ép, nhưng trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu không thể chối bỏ. Và rồi đây, lịch sử Việt Nam sẽ ghi chép rõ ràng về điều này. Nhân cái chết của ông Lê Khả Phiêu, tôi chợt nghĩ tình hình nước ta hiện nay cũng có điều gần giống 20 năm trước. Đó là cơ hội hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ để xây dựng nước Việt Nam hùng cường, dân chủ, bảo vệ vững chắc đất nước lại đang được mở ra. Tôi chỉ mong sao những người có trách nhiệm lãnh đạo đất nước hiện nay hãy rút ra bài học từ cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu để có những quyết định đúng đắn. Và hãy lưu danh sử xanh như đấng minh quân, như vị thánh mở đường cho dân tộc. Đừng để tên tuổi mình bị hậu thế phải nguyên rủa mãi không thôi. Trong thời gian ông Phiêu giữ cương vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều diễn biến bất lợi cũng đã xảy ra, trong đó có bất ổn ở Tây Nguyên vào năm 2001, cũng như đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sụt giảm trước đó. Đây là hình ảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9, ngày 19 tháng 4 cho đến ngày 22 tháng 4 năm 2001, thời điểm mà ông Phiêu vừa mới bị hạ bệ. Khủng hoảng ở châu Á, sự miễn cưỡng, cải tổ, tham nhũng tạo nên một bức tranh bi quan. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giảm từ 4 tỷ đô la năm 1998 xuống còn 1,48 tỷ đô la vào năm 1999. Ông bị cáo buộc là người có quá nhiều tham vọng quyền lực, bao gồm ý định nắm cả chức Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Ông Phiêu được đánh giá là người trong sạch, nhưng theo nhiều nhà quan sát và các chỉ trích từ trong nội bộ, ông chịu tai tiếng với việc bổ nhiệm quá nhiều đồng hương Thanh Hóa, dẫn đến cáo buộc bè phái. Ông cũng bị cáo buộc đã dùng tình báo quân đội để theo dõi các thành viên khác trong Bộ Chính trị. Uy tín của ông Lê Khả Phiêu giảm sút mạnh. Ban cố vấn gồm ông Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt và Lê Đức Anh đã đồng ý hợp tác để gây sức ép buộc ông Phiêu ra đi.
Vào tháng 10 năm 2000, các cố vấn đã ký tên vào một lá thư phê phán Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Giới quan sát đánh giá rằng sai lầm của ông Phiêu là việc ông muốn bãi bỏ chức cố vấn mà quên rằng những nhân vật này có thể liên kết với nhau để đảm bảo vị trí chính trị. Đến tháng 4 năm 2001, Bộ Chính trị đã bỏ phiếu với tỷ lệ 12-6 đồng ý để ông Phiêu ở lại đến năm 2003. Nhưng ngày 17 tháng 4 năm 2001, tại buổi họp của các đại biểu ngay trước lúc chính thức khai mạc của đại hội, Ban Chấp hành Trung ương đã đảo ngược quyết định của Bộ Chính trị và bỏ phiếu chấm dứt chức vụ Tổng Bí thư của ông Lê Khả Phiêu. Sau đó, ông Nông Đức Mạnh lên thay thế. Việc Ban Chấp hành Trung ương bỏ phiếu ngược lại quyết định của Bộ Chính trị để hạ bệ ông Phiêu tại đại hội lần thứ 9 là điều hiếm thấy trong lịch sử chính trường ở Việt Nam. Đây là hình ảnh chân dung của ông Phiêu trong phòng khách trên cặp ngà voi tại tư dinh của ông trên phố Lý Nam Đế, Hà Nội. Chuyên gia Abuja đã giải thích điều hiếm thấy này, thể hiện quá trình phi tập trung hóa và sự gia tăng quyền lực của các tỉnh trong tương quan với Trung ương. Sự tự chủ của các tỉnh, thành đã gia tăng trong thập niên 1990 với việc tăng gấp rưỡi số đơn vị hành chính trong giai đoạn 1990-2000 từ 40 lên 61. Cải tổ kinh tế đã khiến nhiều nơi ít phụ thuộc hơn vào Trung ương và đi kèm theo sức mạnh kinh tế là sức mạnh chính trị. Vào năm 1982, tại Đại hội Đảng lần thứ 5, số viên chức tỉnh nằm trong Ban Chấp hành Trung ương chỉ chiếm 15,6%. Đến năm 1991, con số này đã lên 35,6%, tức là tăng hơn gấp đôi. Tại Đại hội Đảng lần thứ 8, lần đầu tiên các lãnh đạo cấp vùng, ông Trương Tấn Sang và Lê Xuân Tùng được bầu vào Bộ Chính trị. Trong giai đoạn nắm quyền của ông Lê Khả Phiêu, sự gia tăng đại diện từ các tỉnh thành trong Ban Chấp hành Trung ương đồng nghĩa với việc gia tăng sự bất mãn với Tổng Bí thư. Kết quả tại Hội nghị Trung ương lần thứ 12, trước khi khai mạc Đại hội thứ 9, các thành viên trong Ban Chấp hành Trung ương đã bác bỏ quyết định của Bộ Chính trị và bỏ phiếu buộc Tổng Bí thư ra đi. Tóm lại, sự ra đi của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là tổng hợp của nhiều nguyên do và nó cũng cho thấy một số thay đổi trong hệ thống chính trị của Việt Nam trong giai đoạn cuối những năm 90, đầu những năm 2000. Và sau khi rời cương vị, ông Lê Khả Phiêu có một vài lần khiến truyền thông chú ý, trong đó có lần ông tiếp đoàn Đồng Hương Thanh Hóa tới chúc Tết vào tháng 1 năm 2009. Nhiều hình ảnh được phát tán sau đó cho thấy tư dinh của ông có treo hình các lãnh tụ cộng sản, tượng Phật, bầy ngà voi, trống đồng, tượng của chính ông và vườn trồng rau sạch trên sân thượng. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 8 năm 2020 với bản tin Cuộc đời binh nhì Lê Khả Phiêu cùng hậu trường Bộ Chính trị Việt Nam. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.